Xin chào các bạn đã quay trở lại ThinkView. Chúng ta ai cũng đều rất là hí hửng khi mua một chiếc máy tính mới đúng không? Nào là máy mới thiết kế đẹp hơn, cấu hình khủng hơn, rồi lại sử dụng ổ cứng SSD thay vì HDD truyền thống. Lúc đó thì boot screen cứ phải gọi là tốc độ siêu tốc. Và còn rất nhiều thứ khác nữa, nhưng mà chỉ cần nói đến từng đấy thôi đã khiến chúng ta muốn thật nhanh muốn mua những chiếc máy tính mới về để chiến hàng loạt những tựa game đang chờ đón. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ nữa. Đó chính là những bản Windows M của nhiều hãng. Nói thẳng ra là cực kỳ tệ, tệ đau tệ đớn. Vậy thì Windows M là gì? Windows M là những bản Windows được các nhà sản xuất phối hợp cùng với Microsoft để mua theo số lượng lớn. Và tất nhiên là khi chúng ta mua theo số lượng lớn thì giá của nó sẽ giảm đi một cách đáng kể rồi. Nhưng các bạn biết đấy, ở đời thì không ai cho không ai cái gì cả. Để có được một mức giá rẻ đó thì các nhà sản xuất đã phải cài thêm hàng loạt những app khác vào nhằm mục đích quảng cáo và bán lại cho người dùng. Nhẹ nhàng thì như là những cái game như là Candy Crush, còn nặng nề hơn thì là những cái phần mềm như là GIF cùng quà tặng này nọ mà ở Việt Nam là 100% chúng ta không bao giờ sử dụng được. Và cái thứ khiến mình ghét nhất đó chính là những cái phần mềm diệt virus. Đối với bản thân mình thì Windows Defender đã là quá đủ rồi. Mình không cài app linh tinh như một số bạn con gái, hay là vào web đen như một số bạn con trai. Thế mình là con gì nhỉ? Thôi, như mình là con trai, nhưng mà mình cũng không bao giờ bị nhiễm virus hay là mã độc cả. Thêm cái nữa là mấy phần mềm này sẽ là cái sẵn mặc định chui vào auto start cùng với Windows. Nói chung là quá chán. Trải nghiệm này có thể nói là khá giống với trải nghiệm sau khi mua điện thoại Android nội địa bản Hàn hay là bản Nhật. App rác thì nhiều vô kể nhá, toàn app nội địa. Quảng cáo thì dù cho nó có hay đi nữa cũng chả bao giờ dùng được, chỉ tổ tốn bộ nhớ với rất mất công khi phải xóa thủ công từ cái một. Không chỉ có vậy, bản Windows được cài sẵn trong máy tính của bạn thì tất nhiên phải là bản Windows ở thời điểm xuất xưởng rồi. Và đôi khi vì nhiều lý do khác như là quá trình vận chuyển hay là lưu kho thì bản Windows này đã trở thành một bản Windows khá cũ. Điều này thì cũng tương tự như với driver hay là những cái phần mềm phụ trợ được cài thêm vào của các hãng. Khi mới cài thêm vào thì chúng vẫn là những bản mới nhất ở thời điểm đó. Tuy nhiên khi đến tay bạn rồi thì bạn vẫn phải mất công update thôi. Vậy thì đằng nào cũng phải update rồi lại phải xóa app, thì sao chúng ta không cài luôn một bản Windows mới luôn đi? Thao tác cài Windows về cũng rất là nhanh. Windows 10 tự nhận driver, rồi lại tự động cập nhật và tự nhận khi đúng theo máy của bạn mà không phải mất công mò khi nhồi xưa nữa. Tất cả những thao tác đó chỉ vỏn vẹn trong khoảng là 1 tiếng đồng hồ là bạn sẽ có một bản Windows vô cùng sạch sẽ. Rất là nhanh đúng không? Đấy nhá, các bạn có thể thấy là chỉ qua một vài thao tác mình đã tạo xong một bộ cài Windows. Thêm một vài thao tác nữa là cài xong được Windows và máy boot lên thành công rồi. Đâu có khó khăn mà sợ mất công này nọ đâu. Và đằng nào cũng là máy mới mà, bạn không cần mất công backup lại dữ liệu nữa. Tất nhiên rằng mình thấy một vài hãng đã lược bỏ rất nhiều những app rác và chỉ để lại một số những cái phần mềm của hãng mà thôi. Ví dụ như là những cái phần mềm chỉnh LED hay là những cái phần mềm mà đo xung nhịp khi chúng ta chơi game, và còn rất nhiều những phần mềm khác nữa. Nói chung là một bản Win khá sạch, tuy nhiên mình thấy rằng chúng ta vẫn nên cài lại. Format sạch sẽ OC không mất của bạn thêm bao nhiêu thời gian mà sẽ đảm bảo 100% máy của bạn ở trong tình trạng phần mềm tốt nhất. Thêm nữa là những phần mềm và driver hãng cài thêm vào hoàn toàn có thể cài lại trên trang chủ của hãng mà. Chúng ta đâu có sợ mất hay là bị thay đổi hiệu năng gì đâu đúng không? Bởi vì nếu những phần mềm đó thực sự thay đổi được về hiệu năng thì các hãng đã phải nhúng những cái phần mềm đó vào phân vùng recovery rồi, hoặc là sâu hơn thì nhúng trực tiếp vào BIOS, thì lúc đó mới có thể là cho một chút sự thay đổi về hiệu năng. Mình vẫn dừng lại ở mức có thể nhá. Ngoài ra thì với bản chất của Windows là hệ điều hành khá mở về tương thích với các thiết bị, thì việc tối ưu máy qua một vài phần mềm thì cũng là hơi khó. Nếu như bảo là macOS thì điều này là khá đúng, nhưng với Windows tốt nhất là cứ nên cài lại đi các bạn ạ. Tổng quay lại thì khi mua một chiếc máy tính mới thì các bạn nên hoãn cái sự sung sướng lại một chút và dành thời gian cài lại Win nhá. Những bạn nào không có quá nhiều hiểu biết về máy vi tính thì hoàn toàn có thể nhờ cửa hàng cài hộ để không thiếu sót bất kỳ một cái phần mềm nào hay là cài thiếu cả. Đổi lại thì trải nghiệm sử dụng của bạn lúc đó sẽ tăng lên một cách đáng kể đấy. Và chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ nhất bên chiếc laptop mới của mình và không để những app rác làm ảnh hưởng đến những giờ phút bay rành của bạn. Ok, hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.